đục nha quý khách. Cá đục này, cá đục đã làm sạch là bỏ đầu bỏ hết. Đầu ruột vây sạch sẽ luôn rồi, làm sạch luôn. Cái này là khoảng 100 con một ký. Còn nếu như mà làm mà chưa có đậu lại thì nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ nhiều ít con hơn. Này do mình bỏ đầu đi rồi, cắt quay cắt hết hết là sạch sẽ rồi. 100 con ký đây. Tay giữa của mình, ngón tay giữa, ngón tay trỏ, ngón tay giữa này. Này mình ướp muối lên, chiên giòn hoặc là mình kho tiêu ăn đều ngon nha quý khách. Có khách thì làm một nắng luôn, đã làm sạch sẽ rồi, chỉ có 100.000 một ký thôi. Một ký nhiều lắm, nhiêu đây là một ký luôn, nhiều lắm luôn. Ướp muối vô xong rồi chiên giòn lên, ăn rất là ngon. Cái khách mà cần dùng thì alo mình giao nha. Bữa nay về được 10 kg cá này, 10 kg cá đục. Bữa nào mà cá ngon cá tươi thì mình mới lấy. Chứ bình thường nếu như mà cá cá ngày nào cũng có nhưng mà không có tươi ngon là không có lấy đó. Làm rất là lâu luôn nha. Cái khách cần dùng thì alo mình giao nha. Lý do là con này bảo đảm tươi ngon.